sau đó đã nhốt vua Tần Bà Sa La vào trong ngục. Mà vua Tần Bà Sa La vì là một bậc thánh với tâm từ rất là lớn và cũng như là thương con của mình. Mặc dù vị này đã nói rằng là này A Xà Thế, nếu con muốn ngôi vua thì ngay lập tức cha sẽ truyền ngôi vua cho con. Nhưng mà vua A Xà Thế nghe cái vị Đề Bà Đạt Đa xúi dục là đừng tin vào chuyện đó, hãy giết cha mình đi, hãy nhốt cha mình vào trong ngục. Thì bắt đầu vị này mới cho quân lính là nhốt cha vào trong ngục để tránh trường hợp cha mình sẽ giấy binh để chiếm lại cái ngôi vua của mình. Và đây chính là cái ngục nhốt vua cha. Sau khi vua Tần Bà Sa La bị nhốt vào trong này thì vị này là xác định là A Xà Thế là không giết cha nhưng mà sẽ bỏ đói bỏ khát cha cho tới chết. Bỏ đói bỏ khát cho tới chết thì thôi. Nhưng mà lạ thay là nhốt tận một tháng rồi mà vua cha vẫn khỏe mạnh. Quý vị có biết tại sao mà vị này khỏe mạnh như vậy không? Bởi vì là vợ của ngài, tức là mẹ của A Xà Thế, mỗi lần tắm rửa sạch sẽ xong là bà sẽ chét một cái loại bột mì và mật ong chét lên lưng của mình, chét hết lên cái tấm lưng mình và mặc xiêm y vào. Sau đó là lấy lý do là đi vào thăm chồng. Tất nhiên là đi vào thăm chồng là quân lính nó sẽ kiểm tra rất là kỹ xem bà này có mang thức ăn không. Nếu mà mang thức ăn là phải giục bỏ ngay. Nhưng mà không ai dám lột áo bà để xem lưng bà cả. Cho nên là bà đã vào thăm chồng và bà đã cởi áo ra để cho chồng mình liếm những cái mật và bột mì ở trên lưng của bà. Chính nhờ cái điều này mà vua A Xà Thế càng ngày thân thể càng khang kiện và không có bị héo mòn đi và cũng không có bị chết do đói, quý vị. Thì sau này tin này đến tai của vua A Xà Thế, bảo tại sao mà nhốt cha mình cả tháng rồi mà ông vẫn khỏe mạnh, ông chưa có chết. Thì trong giai đoạn mà ông bị nhốt này là vua A Xà Thế phát nguyện tu bát quan trai giới.